Với tinh thần âm nhạc là để sẻ chia và kết nối, và dùng âm nhạc để đổi lấy nụ cười, chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện số 201 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tiếp thêm nghị lực, hy vọng cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang điều trị tại đây. Đồng thời, chương trình còn giúp các y bác sĩ giảm bớt mệt nhọc, căng thẳng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Sôi nổi, rộn rã, vui vẻ là những cung bậc cảm xúc trong chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện số 201 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sự cống hiến cháy hết mình của các ca sĩ, nghệ sĩ đã giúp cho các bệnh nhân có thêm nhiều phút giây thoải mái, nhiều năng lượng tích cực để chống chọi và chiến đấu với bệnh tật. Tất cả các bệnh nhân ở trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông này thì cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả những bệnh nhân, tất cả các bác sĩ cũng nhiệt tình giúp đỡ các bệnh nhân và tất cả các bệnh nhân cũng được sớm được mạnh khỏe và được trở về nhà. Hôm nay thì cũng rất là vui mừng. Cái thứ nhất là có cái chương trình mang âm nhạc đến cho bệnh viện, mang lại cho bệnh nhân chúng tôi là có một cái để mà cố gắng trong đẩy lùi cái bệnh tật. Mình muốn cống hiến mãi và thực sự với những cái việc làm đầy ý nghĩa như này thì mình không bao giờ từ chối. Mình luôn luôn, mình nghĩ rằng là mang được những cái điều tốt đẹp, những cái hạnh phúc đến cho người khác là mình sẽ có hạnh phúc. Và các nghệ sĩ chúng tôi tham gia cũng vậy, đấy là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc của mình đã mang được những cái lan tỏa, mang được những cái tình yêu thương đến cho người bệnh. Không chỉ biểu diễn trên sân khấu, các ca sĩ còn đến tận những phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi bệnh nhân đang ngày ngày đấu tranh cho sự sống để vang lên những tiếng hát mộc mạc, khiến cho không gian phòng bệnh trở nên ấm áp, tràn ngập niềm vui và sự sẻ chia. Vui quá, phấn khởi quá, thế các bác quan tâm thế này này, được văn nghệ thì tôi thấy rất là vui, cảm thấy nó rất thoải mái. Tôi cũng cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm mà đến chia sẻ với chúng bệnh nhân ạ. Với bệnh nhân của trung tâm lọc máu chúng tôi thì bệnh nhân lọc máu 3 buổi một tuần nên là cái đời sống tinh thần rất là khó khăn trong điều trị. Chương trình mang nhắn đến bệnh viện là một cái liều thuốc tinh thần rất là quý đối với bệnh nhân. Âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần mang đến cho bệnh nhân niềm lạc quan, yêu đời, mang đến cho người nhà bệnh nhân nghị lực, hy vọng và mang đến cho các y bác sĩ sự sẻ chia, giảm bớt mệt nhọc, căng thẳng. Được bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ của bệnh viện đánh giá rất là cao, mang lại cái nguồn năng lượng rất là lớn cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân và kể cả động viên tinh thần cho bác sĩ cũng như đội ngũ điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để góp thêm cái sức mạnh để cứu chữa được những cái căn bệnh hiểm nghèo nhất và mong rất là mong muốn bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân có được thêm năng lượng để sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Mang âm nhạc đến bệnh viện là chương trình âm nhạc thiện nguyện do Bộ Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế và nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức. Chương trình không chỉ đem đến niềm vui, nụ cười đến cho người bệnh, mà còn đem đến những khích lệ, sẻ chia với bệnh nhân nghèo bằng những phần quà thiết thực. Đây là hoạt động ý nghĩa trở thành chiếc cầu nối yêu thương, gắn kết cộng đồng với người bệnh.